sau triều đại của Joash. Chúng ta biết chắc rằng 19 triều đại của Israel đều không ông nào yêu mến Chúa. Nhưng mà ít ra ở Juda, người Juda, thì còn ít ra cũng còn 8 ông vua yêu mến Đức Chúa Trời. Yêu mến không có nghĩa là suốt trọn đời ông yêu mến. Chúng ta cũng vậy, đôi khi đây là một cái bài học trong cuộc đời chúng ta. Đôi khi chúng ta yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí, rồi sau một thời gian nào đó tự chúng ta trả lời nha. Có một thời gian nào đó tự nhiên chúng ta giống như các vị vua này, thì đây là một bài học để chúng ta thấy được cuộc đời mình giống y như những vị vua này. Khi lên ngôi vua, Amasia được 25 tuổi và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Joadan, quê ở Jerusalem. Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, nhưng lòng không được trọn lành. 25 tuổi lên làm vua. Rồi làm vua được bao nhiêu năm? 29 năm. Cộng lại là bao nhiêu tuổi? 50. Việt Nam Asian phải giỏi toán chứ. Dạ, 54. Dạ, ai 54 tuổi? 54. Dạ. Yeah. Chúng ta đây có mấy người 54 đúng không? Dạ. Yeah. Năm 54 tuổi vua lên đường. Tại sao cuộc đời quá ngắn ngủi vậy? Hồi thời xưa họ sống lâu lắm, nhưng mà vua chỉ làm vua có bao nhiêu năm đó thôi, 54 tuổi lên đường, bye bye. Tại sao vậy? Cuộc đời chúng ta biết chắc rằng khi ông lên vua thì chúng ta biết đây xảy ra. Amasia tập hợp người Juda theo họ hàng của tổ phụ Juda và Benjamin và lập những chỉ huy trưởng nghìn quân và trăm quân. Vua kiểm tra dân số từ 20 tuổi trở lên, được tất cả là 300.000 người tuyển chọn, có thể cầm giáo và khiêng ra trận được. Vua cũng thuê 100.000 dũng sĩ trong Israel, giá 3.000 ký bạc. Nhớ về đọc lại giùm tôi, sách gì? Sử ký. Tôi đi lướt qua rất nhanh, thành ra chúng ta không đọc lại là bữa nay bài giảng của tôi quý vị sẽ không hiểu đâu. Tại tôi đi rất là nhanh, tôi không đi chi tiết lắm đâu. Thì bây giờ khi mà ông lên làm vua lúc 25 tuổi thì ông có một cái mối hận gì? Những người giết cha mình, ông lên ông giết những người nào mà giết cha mình. Cuộc đời chúng ta nhỉ, có một cái mối hận trong lòng chúng ta. Tại sao 30 tháng 4 nhiều người nói là quốc hận tháng 4 đen nhỉ? Có một mối hận gì trong cuộc đời chúng ta? Even con cái Chúa cũng có một mối hận gì đó, muốn tiêu diệt ai đó. Thì vị vua này, đây là cái đời sống của một vị vua. Lên làm vua lúc 25 tuổi, từ nhỏ là cha mình bị giết, thì bây giờ lên làm vua thấy gì? Cái mối hận này, tôi làm vua, tôi có lính, tôi có quân, tôi có quyền, tôi có power, tôi có tất cả, thì bây giờ tôi trả thù cho cha mình. Thì ông lên ông giết những người mà giết cha mình, ông giết xử tử hết những người đó. Để chi? Mối hận cho nó nguôi đi, phải không? Quý vị nghĩ nó nguôi đi không? Không. Không. Mối hận khi mà chúng ta được nước rồi, lửa mà bực lên rồi thì nó sẽ cháy nữa. Mà khi mà nó cháy hơn thì nó cháy hơn nữa. Chúng ta nên nhớ rằng một khi mà chúng ta một cái chuyện nhỏ mà chúng ta gây với nhau, chúng ta giận ít thôi, nhưng mà để tới ngày mai thì cái giận nó cỡ nào? Nó làm tổn nhân, phải không? Bắt đầu cái cay đắng, bắt đầu nó căm thù vô trong đó. Rồi nó thêm những cái điều gì, nó nắm mắm muối thêm trong đó nữa. Cái suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta nó thêm nữa, thì nó làm cho chúng ta gì? Nặng nề hơn nữa. Thì ông bắt đầu ông làm gì? Kéo quân đi đánh. Tôi làm vua, tôi kéo quân đi đánh. Đây là một hình ảnh giữa hai cái thế lực. Có nghĩa là đi đánh trận, diệt quân thù là tốt. Tại vì chúng ta có một cái thù đang tấn công chúng ta, đang muốn xâm chiếm ranh giới của chúng ta. Nhưng mà còn một cái mối hận ở trong chúng ta, có chịu buông tha không? Tôi đi đánh, nhưng mà sao? Biết mình không có khả năng, cho nên đi gì? Đi mướn người đi đánh. Mướn dân Israel đi đánh. Đem bao nhiêu? 300 và thuê thêm 100 nữa. 300.000. Ok, đây cậu có án sợ rồi đó. Đem tiền mua dân, có nghĩa lính mình có rồi, nhưng mà đem mua thêm nữa chi? Tại bên kia có nhiều dũng sĩ. Mua dũng sĩ của người Israel. Chúng ta biết giữa Judah với Israel đâu có, nó giống như Việt Nam mình Bắc với Nam vậy đó, hồi trước 75 vậy đó, thù với nhau. Cứ tưởng tượng hồi thời trước 75 á, mà người dân miền Nam, ông tổng thống người dân miền Nam á, à, mướn mấy bộ đội về miền Bắc đi đánh. Đánh bên Lào, đánh miền á. Chúng ta nhớ sau đó là đánh bên Lào, bên miền á. Mà đi mướn người Bắc,
để đi đánh. Cảm thấy như thế nào? Chúng ta đang làm điều gì? Khả năng mình sao? Mình cảm thấy mình yếu đuối phải không? Cuộc đời mình làm gì? Mình cảm thấy yếu đuối, mình đi mướn người khác đánh. Nhưng có người của Đức Chúa Trời đến nói với vua rằng: vua đừng kéo đạo quân Israel đó đi với vua, vì Đức Giê-hô-va không ở cùng Israel, chẳng ở cùng các con cháu Ê-phra-im. Còn nếu vua cứ đi, thì dẫu vua có chiến đấu mạnh mẽ, Đức Chúa Trời cũng sẽ khiến vua thất bại trước mặt quân thù, vì Đức Chúa Trời có quyền giúp cho thắng và cũng có quyền làm cho bại. Đó là cái câu mà chúng ta phải... Đức Chúa Trời có quyền cho chúng ta thắng và Đức Chúa Trời có quyền cho chúng ta thất bại. Chúng ta có thất bại không? Có. Chúng ta có thành công không? Có. Cả hai đều có. Đức Chúa Trời có quyền đó nói quý vị. Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta để chúng ta hiểu được mục đích của chúng ta đang làm gì. Nhiều khi có nhiều mục đích trong cuộc sống chúng ta muốn làm, muốn thực hiện theo cái ý riêng của mình, thì Đức Chúa Trời cho phép mỗi điều đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ gửi người của Đức Chúa Trời đến, Chúa cho lời tiên tri đến, Chúa cho lời phán từ một bài giảng nào đó mà chúng ta nghe 5 năm, 10 năm trước kia, mà nó sẽ gợi lại trong chúng ta, gợi lại trong tâm trí chúng ta, nói cản, đừng làm điều đó con, sai, đừng làm điều đó con, điều đó sai lầm con đừng đụng đến. Thì có những điều đó xảy ra, nhưng mà sao? Ông có nghe lời không? Bảy. Amasia nói với người Đức Chúa Trời: còn về 3.000 ký bạc mà ta đã phát cho đạo quân Israel thì phải làm sao? Người của Đức Chúa Trời đáp: Đức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy. Vậy Amasia tách riêng ta ra đạo quân đã từ Ê-phra-im đến cùng vua và cho chúng trở về nhà. Vì thế chúng rất tức giận Giu-đa và trở về nhà với lòng căm phẫn. Lỡ bỏ tiền ra rồi, uổng phải không? Tôi lỡ đưa 3.000 ra rồi, uổng quá là uổng. Lỡ tôi đầu tư cái chuyện đó rồi, lỡ leo lưng cọp rồi, thôi uổng quá. 3.000 cũng lớn lắm mà, uổng quá. Trong lòng thì vẫn nghe lời Đức Chúa Trời, biết Chúa nói, Chúa cản con, Chúa gửi người đến, Chúa cản con. Nhưng mà bây giờ tiếc quá là tiếc, 3.000 đâu có ít đâu. Tưởng tượng này quý vị, bỏ ra 200-300.000 đô đầu tư vô điều gì mà nó không được ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, lưng lưng lẹo lẹo vậy đó, nông nó cong cong quẹo quẹo vậy đó. Chúa ơi, 300-400.000 đô trong đó giờ sao ấy, Chúa tiếc quá. Thì sao? Người của Đức Chúa Trời đến nói: Chúa có quyền ban hơn cái con số đó nữa. Tại vì tất cả chúng ta, của chúng ta là của ai? Là của Chúa. Biết điều đó, biết hết đó. Ai tiếc của mình trong những thời thất bại? Ai tiếc của? Tôi có rất nhiều người bạn. Tôi quen bạn triệu phú rất nhiều quý vị. Tôi khoe. Tôi quen bạn triệu phú rất nhiều. Mà tôi quen bạn thất bại rất nhiều. Tại sao? Tại họ đã từng triệu phú mà họ mất hết. Thì họ cứ nhắc điều đó. Uổng quá hồi đó, phải chi tôi đầu tư này. Bây giờ nhiều người nhẹ, phải chi tôi đầu tư điều đó, uổng quá. Rồi có nhiều khi nói: ồ, tại tôi bỏ vô đó cho nên bây giờ thất bại. Không, không phải uổng, không phải tại. Nhưng mà cái sự khôn ngoan của chúng ta lúc đó của ai? Chúng ta có thể lý luận theo cái hiểu biết của mình. Bây giờ trên thế gian này, thường thường chúng ta đi làm ba cọc thì có nhiêu sẽ hết. Nhưng mà có chút xíu tiền rỗng rẽn thì chúng ta suy nghĩ đến gì? Đầu tư. Tôi thấy có một cái câu chuyện, hai vợ chồng người này lúc 38 tuổi, anh có khoảng 500.000 đô trong cái retirement. Thì hai vợ chồng này retire bây giờ khoảng 50 mấy tuổi rồi. Có nghĩa là bao nhiêu năm có 500.000 đô mà họ retire được. Tôi đặt câu hỏi lại, đối với chúng ta có, tôi nghĩ, thiết nghĩ ha, bây giờ quý vị có 500.000 đô, quý vị sẽ làm cái gì? Tại muốn retire, ai cũng muốn retire phải không? Ai cũng muốn retire. Thì thường thường phần đông người ta nhìn như thế này: trước khi retire thì kiếm gì? Thất nghiệp trước, để chúng ta có tiền retire, phải không? Làm sao chúng ta retire? Thường thường nhiều người nói vui là retire là you are tired again, là mệt lại á. Retire là mệt trở lại. Muốn mệt trở lại không? Cuộc đời chúng ta muốn retire phải không?
Tôi hồi lúc tôi cưới vợ khoảng khoảng đó 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 thì lúc mà 40 tuổi tôi nói vợ tôi là tôi 40 tuổi tôi retire. 40 tuổi tôi retire. Giờ nhiêu rồi? Có người bằng tuổi không biết ha. Thì ngay lúc đó tôi retire. Tôi không làm. Không làm. Sau khi đó tôi mới nói bà xã tôi nói unfair. Tôi nói vậy em công bố 50 tuổi anh retire đi. Chúng ta muốn retire không? Retire phải theo ý định của Đức Chúa Trời. Thì Chúa sẽ thêm sức chúng ta. Đừng có uổng cái gì chúng ta đang làm, hay là đừng uổng những gì quá khứ của chúng ta. Nhưng mà phải nên nhớ rằng chúng ta có một cái chương trình mà Đức Chúa Trời đang đặt để, mà vô Amasia Đức Chúa Trời đang đặt để trên ông. Thì sao? Ông nghe lời. Ông nghe lời, ông đi đánh. Ông để lại sao? Amasia mạnh dạn kéo quân của mình đến thung lũng muối và đánh giết 10.000 người Seir. Quân Juda cũng bắt sống được 10.000 người, đem chúng lên trên đỉnh vách đá, rồi từ trên đỉnh đó xô chúng xuống, tất cả đều bị chết tan xác. Nghe ghê quá Phong, nhiều phim nha, đem rồi nó giết hết. Đây là có một hình ảnh gì? Đó là quân thù qua bên đây. Còn đạo quân mà Amasia cho trở về không được ra trận với vua thì xông vào các thành Juda từ Samari cho đến Beth-horon, đánh giết 3.000 người tại đó và cướp lấy nhiều của cải. Sau khi đánh thắng quân Edom, Amasia trở về đem theo các thần của người Seir lập lên làm thần của mình, quỳ lại và xông hương trước mặt chúng. Vâng lời Đức Chúa Trời, không đem, không mướn. Dân Israel, quân Israel dũng sĩ bỏ nhà hết. Giận lắm á, mấy dũng sĩ đó mặc trầm đồng đi về đó. Nhưng mà sao? Qua bên đây đi đánh, ít lính của mình, người Juda đánh thắng. Nhưng mà có một cái gì? Lòng tham vẫn không bao giờ vẫn không bao giờ tiếc, phải không? Tiếc của bên kia, người Đức Chúa Trời kêu đừng, ông sẽ thắng, Đức Chúa Trời sẽ ban cho ông hơn. Thì trong lòng ông nói gì? Chắc Chúa sẽ ban cho tôi hơn. Tại ra khi mà đánh được quân thù rồi, lấy được lãnh thổ đó rồi thì sao? Ồ, đồ này chắc Chúa cho tôi. Tại đi qua đó tất cả của cải tiền bạc đánh nó thì có hết. Bây giờ lượm về chứ. Này chắc Chúa cho tôi. Bao nhiêu lần chúng ta nghĩ đó. Khi mà chúng ta được cái gì đó nó chắc Chúa cho đó. Ồ, tiền rớt vào nhờ chỗ đó 100 đô á. Ồ, này chắc Chúa cho anh ai lấy về. Ồ, cái chuyện này xảy ra. Ồ, cái đó chắc Chúa cho tôi lấy về. Ồ, cái này Chúa cho tôi lấy về. Tôi có một, hồi xưa tôi làm thương mại, tôi có một số người mua một cái số công ty vậy đó. Thì họ thường thường họ mua đó, thì họ kèo nài cái người chủ á, phải để cái bàn thờ đó lại cho tôi nha. Tại họ nghĩ là cái bàn thờ đó linh lắm, cho nên cái bàn thờ đó khiến cho cái tiệm nó đắt hàng hơn. Cho nên phải kèo nài người chủ, giá nào tôi cũng mua cái tiệm này, nhưng mà phải để cái bàn thờ đó cho tôi. Đem về. Chúng ta thường thường gì? Có được những điều đó mà Chúa ban cho không phải đâu, không phải Chúa ban cho đâu. Có những lúc Chúa thử chúng ta, đánh thắng là phép lạ xảy ra. Cuộc đời chúng ta Chúa chữa lành, đó là phép lạ cho chúng ta. Chúng ta có công việc làm, đó là phép lạ chúng ta. Nhưng mà cái sự tham lam của chúng ta thì Chúa sẽ cho chúng ta một bài học để chúng ta hiểu được. Đây là những cái điều mà xảy ra, đánh được, cướp được, lấy của cải chúng ta nhiều quá rồi. Tại vì hứa người của Đức Chúa Trời nói là ồ, nhờ cậy Đức Chúa Trời sẽ nhiều hơn nữa, thì bên kia vàng bạc nhiều quá đem về hết, mà đem luôn cả gì? Những cái thần luôn. Chúng ta biết những trang sức thời nay, chúng ta cũng để ý, thường thường những trang sức thời nay nó có những cái thần nó đem theo trong đó, hay những cái hình ảnh, chúng ta có thể biết chắc rằng chúng ta biết ngoài sau lưng đó có những thần nó đem theo. Thành ra chúng ta phải cẩn thận những điều này. Không phải tôi nói tất cả quơ đũa cá nắm, tất cả điều đó có thần rồi sao. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được có những điều mà chúng ta suy nghĩ ra thì có những thần ngoài sau lưng cái của cải đó. Bây giờ tôi nói như thế này, khi chúng ta làm ăn thành công rồi, ngoài sau lưng nó có những thần gì? Ngoài sau lưng cái tiền bạc nó có những thần gì? Tại ha. Ngoài sau lưng cái thành công của chúng ta có thần gì? Chúng ta làm ăn có thành công đó, nhưng ngoài sau lưng chúng ta có thần gì ngoài sau đó?
Tự chúng ta có câu trả lời nha. Tự chúng ta có câu trả lời. Tại lúc nào vậy, cái lòng của mình á, mà không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời á, thì thần đó biết. Ông thần đó biết. Biết cái này. Nó có thể nói hiểu được cái, nó không biết được tương lai của chúng ta, nhưng nó biết cái cách tính toán của chúng ta. Có cái này rồi, chơi một gián nữa, có một gián nữa chắc được rồi, đã đó, mất sạch. Xảy ra mới tỉnh. Đây, thì đây là cái bại hoại của một vị vua. Tiếp tục. Vì vậy, Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Amasia. Ngài sai một nhà tiên tri đến nói với vua: tại sao ngươi đi tìm kiếm các thần đã không giải cứu được dân của nó khỏi tay ngươi? Trong khi nhà tiên tri còn đang nói thì vua ngắt lời: chúng ta có đặt ngươi làm cố vấn hoàng gia đâu. Thôi hãy im đi, ngươi muốn chết sao? Nhà tiên tri ngưng, nhưng rồi lại nói: tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã quyết định hủy diệt vua, vì vua đã làm điều ấy và không nghe lời khuyên của tôi. Lúc đó Chúa gửi tiên tri không có tên nha. Có những tiên tri trong Đức Chúa, trong Kinh Thánh nó có tên, nhưng mà tiên tri này đến với Amasia không có tên. Cuộc đời chúng ta có bao nhiêu lần một người đó không phải là mục sư, không phải là tín đồ, không phải là ai đó đó, không phải có chức vụ gì đó, nhưng mà đến khuyên chúng ta, đến ngăn cản chúng ta, có không? Chắc có đó, nhưng mà chúng ta nói gì? Tư cách gì? Tôi nhớ mục sư cũng nói vậy mà. Tôi nhớ kiểu này, tôi nhớ Kinh Thánh nha. Thì ông vua này cũng vậy, nói là ngươi có tư cách gì để nói ta điều đó? Thì xong rồi người tiên tri đó nói sao? Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã quyết định hủy diệt vua. Nếu mà vua tiến tới thì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt vua. Chúng ta đã tiến tới bao nhiêu lần đã bị hủy diệt linh hồn của chúng ta, gia đình chúng ta, chuyện xảy ra trong cuộc sống chúng ta, bao nhiêu lần chúng ta bị đó, biết là chuyện đã xảy ra rồi đó, mà chúng ta vẫn tiến tới. Tại vì chúng ta nghĩ sao? Tại sao ngươi tìm kiếm các thần giải cứu ta, trong khi đó nhà tiên tri đang nói vua ngắt lời? Cái này là ăn cơm hớt á. Chúng ta có đặt ngươi làm cố vấn bằng da đâu? Ai sai ngươi vào? Ai đem ngươi đến đây cho ta? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Không có hơn ta đâu. Ta có sự biết, ta đánh trận ta thắng nhiều lần rồi, bất cứ điều gì ta cũng làm thành công rồi. Mới thấy ông, ta mới đánh thắng trận rồi đó. Nhưng mà sao? Cuối cùng thì đây. Từ khi Amasia lìa bỏ Đức Giê-hô-va, có người âm mưu phản lại vua tại Jerusalem. Vua phải chạy trốn đến La-ki, nhưng người ta đuổi theo vua đến La-ki và giết vua tại đó. Rồi họ dùng ngựa chở xác vua về, chôn trong thành Giu-đa chung với các tổ phụ vua. Từ khi, chúng ta thấy, chỉ nhớ cái từ này thôi. Từ khi chúng ta bỏ Chúa, từ khi chúng ta không vâng lời, từ khi chúng ta yếu đuối, từ khi chúng ta có cái sự kiêu ngạo, từ khi chúng ta có sự vấp ngã, từ khi chúng ta phạm tội, từ khi chúng ta có .. thì không phải người bên ngoài, nhưng mà người bên trong đuổi theo giết. Đây phải đâu phải người kẻ thù giết đâu. Chúng ta thấy ai giết ông? Người trong hoàng cung giết ông, đuổi theo giết ông. Người trong gia đình chúng ta đeo đuổi giết mình. .. Tại sao? Người ngoài họ không biết, nhưng mà người trong gia đình họ biết cái âm mưu của chúng ta. Việt Nam có chữ là chà đồ nhôm á. Tại ở ngoài không có chà được, cho nên về nhà chà đồ nhôm. Thì chà đồ nhôm thì nhà đuổi sẽ sao? Đuổi ra khỏi nhà. Tao cấm mày về nhà tao nha. Mày về trước cửa nhà tao là quyết mấy tay tao nha. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có những lúc chúng ta, từ khi chúng ta phạm tội, thì có những điều nó xa lánh chúng ta. Những người yêu thương chúng ta nhất, họ xa lánh chúng ta. Những điều khốn khó trong cuộc đời chúng ta,
nó xảy ra? Tại sao hồi xưa giờ nó không xảy ra mà bây giờ tại sao xảy ra với tôi? Thì vua nhẹ, từ khi ông lìa bỏ Đức Giê-hô-va, lìa bỏ không phải là ông không thờ Chúa, ông vẫn thờ Đức Chúa Trời, thờ Đức Giê-hô-va, nhưng mà thần bên kia đem về hết, thờ chung luôn, thì Chúa sẽ lìa bỏ. Chúng ta biết thời nay ai làm điều đó rồi phải không? Thời nay nhiều người để cây thánh giá ở trên, rồi xong rồi ông thần này, ông thần nọ, rồi ông bà tổ tiên đi xuống dưới. Tôi nên nhắc điều này, lần hồi tôi cứ nhắc tới nhắc lui để cho mọi người trên thế giới này phải nhớ điều này. Chúng ta hiếu kính cha mẹ không phải là đem mâm cơm đốt nhang lên đâu. Chúng ta hiếu kính cha mẹ, bây giờ chúng ta đặt câu hỏi ngược mình, làm sao chúng ta vui? Nếu mà chúng ta làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà rồi, cái gì mà chúng ta vui nhất? Con cháu chúng ta nó sum họp với nhau, nó yêu thương với nhau, phải không? Cái điều đó duy nhất là con cháu làm điều đó thì cha mẹ ông bà sẽ vui. Nhưng mà nếu mà cứ đem nhang lên đốt, đem nguyên con gà lên cúng bái rồi đó đó, thì ông bà mà có ngồi dậy cũng lấy con gà quăng xuống đất rồi. Bởi vì sao? Cái lòng của gia đình mình không có sum họp, chỉ bái lại rồi bỏ đi. Cho nên bị chúng ta đã bị làm sai điều này. Đức Chúa Trời quở trách chúng ta, đừng làm điều đó. Chúng ta đừng nói là tôi yêu mến Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng nhiều thần nữa. Tôi nhắc lại điều này, có những thần chúng ta không thấy mà chúng ta thờ. Không thấy mà chúng ta thờ là thần gì? Tiền bạc thì thấy rồi đó. Đây là cái thần mà chúng ta chưa bao giờ nhận ra. Cái thần giả tạo. Chúng ta sống giả tạo. Thôi nói tôi luôn, tôi nói tất cả mọi người, chúng ta có bao giờ giả tạo không? Không thật á? Có chứ Mộc Sơn. Tôi không nói, chỉ nói láo này nọ. Nhưng mà chúng ta không có thật. Có nhiều điều chúng ta không thật, sống không thật, tất cả là không thật, giả tạo. Tôi thấy một cái tin tức ở bên Thái Lan á. Ở bên Thái Lan họ nói đi du lịch á, mà đi ở Pattaya, không biết người mà service chúng ta đàn ông đàn bà, tại vì bên đó cái phần đông á là đàn bà đông hơn, mà cái số người đàn bà nó là đã từ bên kia nó chuyển qua mà cái số người đó nó lại đông hơn bây giờ nữa. Tất cả nó giả hết à, trên giả dưới giả, tất cả giả hết à. Chúng ta sống mà không thật, đó là một cái thần mà chúng ta không biết. Chúng ta giả tạo thì người kia cũng sẽ gì? Giả tạo với chúng ta. Chúng ta không thật thì mọi người sẽ không thật với chúng ta. Gia đình hạnh phúc tại sao? Tại chúng ta không thật, cái gì cũng giấu trơn á. Tôi nói điều này cho mọi người nghe, ai mà nói cho tôi điều gì thì vợ tôi sẽ biết. Đừng bao giờ nói cho tôi thì đừng nói cho vợ tôi nghe. Tại sao vậy? Hai trở nên một, tại sao tôi phải giấu? Cho nên chúng ta nên nhớ rằng, quý vị nên nhớ rằng, nên nói tôi cái điều gì á là vợ tôi sẽ biết hết á. Thì chúng ta cũng vậy, vợ chồng phải biết nhau hết, không được giấu giếm điều gì hết. Nếu mà chúng ta giấu giếm còn lỏ lồ là chúng ta còn phạm tội, giống như Adam Eva phải che giấu hết. Cuộc đời chúng ta đó là những thần mà chúng ta phải cẩn thận để chúng ta không bị vấp phạm. Đây là những luật lệ và mệnh lệnh mà anh em phải cẩn thận làm theo trong suốt thời gian sống trên đất. Khi ở trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em đã ban cho anh em làm sản nghiệp, anh em phải phá hủy toàn bộ các địa điểm mà các dân tộc anh em sắp đuổi đã dùng làm nơi cúng bái các thần của họ, hoặc trên núi cao, trên gò nổng hay dưới các tàng cây xanh. Tiếp luôn để chúng ta hiểu. Phải đập vỡ các bàn thờ, nghiền nát các tượng, thiêu hủy những trụ thờ Asera, triệt hạ tượng chạm các thần của chúng
và xóa tên các thần ấy khỏi những chỗ đó. Đừng thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em theo cách các dân tộc ấy thờ thần của chúng. Nhưng anh em phải tìm đến địa điểm mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn từ giữa các bộ tộc để đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài và là nơi anh em phải đi đến. Đừng làm theo gì? Cách của gì? Của dân tộc của chúng ta. Hãy làm theo Kinh Thánh chứ đừng làm theo dân tộc của chúng ta. Nên nhắc điều này, đừng làm theo cách dân tộc của chúng ta. Dân tộc của chúng ta đã bị lừa dối rất là nhiều. Kết luận sau hôm nay, cuộc đời Amasia là như thế nào để chúng ta học được ứng dụng ngày hôm nay? Khi mà cuộc đời của Amasia làm điều ngay thẳng thì sao? Đức Chúa Trời sẽ gì? Ở cùng. Bây giờ đây là kết luận. Tại sao người ta phải đuổi ông chạy theo, chạy tới miền nam của xứ Juda, là gọi là Laki? Cuộc đời Đức Chúa Trời đã cho chúng ta được thịnh vượng. Ông lên làm vua là có tất cả. Nên nhớ rằng cái sự cai trị, khi mà chúng ta làm vua là chúng ta có tất cả. Chúng ta có Đức Chúa Trời làm vua đời sống chúng ta là chúng ta sẽ có tất cả, thì được Đức Chúa Trời cai trị. Mà nếu chúng ta đã gì quay lưng lìa bỏ Đức Chúa Trời thì đây là cái vấn đề trong cuộc sống chúng ta. Thì kẻ thù không phải chỉ ở ngoài, nhưng mà bên trong chúng ta nó sẽ bắt bớ chúng ta, mà cuộc đời chúng ta sẽ bấp bênh. Cuộc đời chúng ta sẽ bấp bênh, thịnh vượng sẽ mất đi. Giống như hôm qua thứ bảy chúng tôi cầu nguyện với nhau, chúng tôi cầu nguyện á, Đức Chúa Trời của quý vị là cái saving account. Tôi quý vị có nhiều checking account nhưng mà bị lũng. Nếu mà chúng ta có cái saving account thì chúng ta sẽ gì? Sẽ được Đức Chúa Trời giữ. Chúng ta yêu mến Chúa là chúng ta có một cái saving đặc biệt. Chúa giữ mạng sống chúng ta. Covid-19 xảy ra, Chúa giữ mạng sống chúng ta. Tình cảm gia đình bấp bênh, Chúa giữ tình cảm chúng ta tến răng rong tóc nhuộm. Chúa gìn giữ chúng ta, Chúa cho chúng ta tất cả và Chúa giữ chúng ta. Sáng hôm nay tôi biết mọi người đều gặp khó khăn trong cuộc sống, thì hãy ăn năn trước mặt Ngài. Nó chưa chậm trễ. Bởi vì khi mà chúng ta làm điều sai trật trước mặt Chúa thì Chúa cho chúng ta một cái cơ hội nữa. Tại sao chúng ta đi nhà thờ? Tại sao chúng ta đi nhóm? Tại sao chúng ta dự tiệc thánh? Bởi vì Chúa muốn nhắc nhở con vẫn ở đây, con còn vẫn còn đây, và con vẫn còn cơ hội. Và Đức Chúa Trời muốn chúng ta